Ngày 2 tháng 10, trong lúc đi chăn bò, nước mưa từ thượng nguồn đổ về đã cô lập 4 cháu bé giữa con suối. Các cháu phải trèo lên mỏm đá giữa suối để lánh nạn. Khi đang họp vào khoảng 16 giờ cùng ngày, ông Lê Quang Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pu, tỉnh Gia Lai nhận được tin báo nên đã chỉ đạo lực lượng chức năng xuống hiện trường tổ chức giải cứu. Việc cứu hộ khó khăn vì nước chảy mạnh. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, đội cứu hộ của huyện đã giải cứu và đưa 4 cháu vào bờ an toàn.